Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu Tô Lâm làm chủ tịch nước thì ấn tượng về nhà nước công an trị càng đậm đà. Ngày 25 tháng 3, BBC tiếng Việt bình luận khi nào Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước. BBC cho biết, theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kính. Sau khi được bầu, chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức theo bbc đấy là quy trình chính thức trên thực tế các sắp xếp trong đảng được coi là quyết định và việc bỏ phiếu tại quốc hội là bước hợp pháp hóa sự sắp xếp ấy của đảng điều này cũng tương tự như việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước có thể thấy sau khi bộ chính trị quyết định và trung ương đảng tán thành việc thôi chức của ông thưởng cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm ở quốc hội sau đó một ngày chỉ là một thủ tục mà thôi và đây là hình bài bình luận trên bbc BBC dẫn ý kiến của giáo sư Carter, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales nhận định rằng, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức chủ tịch nước và thông thường có kỳ họp quốc hội vào tháng 5 và tháng 10. Chúng ta có thể đợi từ nay đến tháng 5 để Ban chấp hành Trung ương đạt sự đồng thuận và sau đó quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước. BBC cho hay Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm nằm trong danh sách những ứng viên có thể trở thành tân chủ tịch nước, theo giới quan sát. Ông cũng được cho là ứng viên cho chức tổng bí thư trong đại hội đảng lần thứ 14 vào năm 2026. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, tướng Tô Lâm dính vụ bê bối về thịt bò bít tết giác vàng, đồng thời được đánh giá là người không khoan nhượng với những quan điểm, hành động khác biệt với đường lối chính thống của đảng. BBC dẫn quan điểm của giáo sư Abuja từ Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ đánh giá rằng, ông Tô Lâm có thể sử dụng Bộ Công an để vô hiệu hóa một cách hiệu quả các đối thủ trong bộ chính trị và ông ta đã làm điều này rất hiệu quả. Giáo sư cũng nhận định nếu tân chủ tịch nước là đại tướng Tô Lâm thì ấn tượng nhà nước công an trị của Việt Nam càng đậm đà. Và đây là hình Tô Lâm ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch nước. Tôi nghĩ chúng ta phải xét đến bối cảnh chỉ thị mật 24 do Bộ Chính trị Việt Nam công bố hồi tháng 7 gần đây đã bị rò rỉ. Tài liệu này đã nêu quan ngại của Bộ Chính trị về nguy cơ xảy ra cách mạng màu, diễn biến hòa bình và tầm quan trọng của đàn áp, không chỉ nhằm vào giới bất đồng chính kiến mà còn những đối tượng tình nghi khác, xét về mặt hệ thống là nhằm vào xã hội dân sự. Điều này giống như tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Giáo sư Abuja cũng chia sẻ rằng, trong 14 ủy viên Bộ Chính trị có đến 4 người từng là quan chức trong Bộ Công an, đó là Bộ trưởng Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, và tránh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình. BBC cũng dẫn đánh giá của giới quan sát cho rằng, nếu ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, thì ông Phan Đình Trạc có thể là một trong những ứng viên có khả năng kế nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Trong khi đó, BBC tiếp tục cho biết, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đàn áp những người chỉ trích đảng Cộng sản giữa lúc chính phủ đang vận động để có chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo. Gần đây, có 3 tiếng nói bất đồng bị bắt giữ đều với cả buộc tuyên truyền chống nhà nước là Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình tại Hà Nội và Hoàng Việt Khánh ở Lâm Đồng. BBC cho biết thêm, làn sóng trấn áp còn lan sang các nhà hoạt động môi trường sau khi họ tham gia hoạt động nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiệt điện than. Một số người làm trong các tổ chức phi chính phủ bị bắt như Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nếu Tô Lâm làm chủ tịch nước thì ấn tượng về nhà nước công an trị càng đậm đà. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quan bán còng, buôn chọi đốt, làm thối móng tay kiếm bạc tỷ. Ngày 22 tháng 3, blog Gió Bất trên AFA Tiếng Việt có bài Trào phúng, bà chủ tịch huyện Bắc Còng tiết kiệm được 170 tỷ đồng. Tác giả đề cập đến vụ bốc hơi 170 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tác giả nhận xét, đây là tiền của bà chủ tịch nằm trong tài khoản của bà, bị kẻ xấu dùng thủ thuật tinh học chiếm đoạt. Bà chủ tịch huyện Tài trí thông minh, đâu dễ bị lừa, vay mượn tiền bỏ vô tài khoản theo lời đường mật của bọn xấu. Tác giả Mỹ Mai, tin vô tài trí của bà chủ tịch, dân đen lại bất giác hoang mang, đầy tớ của dân, cán bộ của đảng Cộng sản, những người tiên phong của giai cấp vô sản, học theo tấm gương mẫu mực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Hồ Chí Minh, sau nhiều người giàu có quá cỡ, giàu quá bất thường so với mức lương chính thức. Và đây là hình bài trên blog Gió Bất AFA tác giả dẫn luật lệ minh bạch của xứ Đông Lào, cán bộ, công chức hàng năm phải kê khai tài sản. Cụ thể, bản kê khai của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được niêm yết tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân. Và tác giả đặt câu hỏi, liệu bà Chủ tịch có thực hiện kê khai và cán bộ công chức huyện có ai biết đến số tiền trên 170 tỷ đồng này hay không? Tác giả chăm biếm, Thật ra, quy định nghiêm như vậy để bọn thế lực thù địch không có cớ thối mồm nói xấu thôi. Chứ cán bộ của đảng, nhà nước, ai cũng hăng say học tập đạo đức Hồ Chí Minh, nên toàn người trong sạch cả. Bởi đảng đã thống kê từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2023, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập của 13.093 người, đặc biệt các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, tức là xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, kỷ luật bằng hình thức cách chức. Tác giả bình luận, trong số hơn 600.000 cán bộ kê khai, chỉ có 54 người bị xử lý nhẹ nhàng. Như vậy, chưa đến một phần 10.000 người vi phạm. Điều này cho thấy cán bộ đảng quang vinh trong sáng đến mức nào. Tác giả tiếp tục trào phúng, tội nghiệp nhiều cán bộ siêng năng cần cù đã bị dân nghi ngờ mắng mỏ vì tự nhiên đột xuất giàu lên xây nhà to như biệt phủ. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã phải tức tưởi giải trình khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm. Cực khổ vậy mà người ta vẫn không tin, còn môi móc riêng lúc hoàng hôn nhiệm kỳ, trước khi về hưu, ông đã với cứu chó ký quyết định bổ nhiệm hàng chục cán bộ cấp dưới. Có đơn vị ký dồn cùng lúc hai cấp trưởng. Tác giả cũng nhắc lại trường hợp, ông giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái cũng cần cù, buông chọi đốt để dành tiền xây biệt phủ, chiếm cả quả đội. Chị ông làm chủ tịch tỉnh này, mẫu mực đến nổi, có tay cán bộ kiểm lâm phản động bắn chết bí thư, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhưng vẫn chừa bà ra. Gương liêm khiết làm giàu của ông giám đốc này, không chỉ ta mà cả báo chí Nga ngố cũng phải nêu gương học tập. Tác giả nêu giả thiết, huyện Nhân Trạch của Đồng Nai vốn là vùng nông nghiệp ven biển tiếp giáp với sân bay Long Thành đang trên đường đô thị hóa thành khu du lịch công nghiệp. Đất vàng, đất bạc, đất kim cương bao la, vùng Nhân Trạch nhiều sông rạch nên chắc có nhiều còng. Hẳn bà chủ tịch huyện này siêng năng bắt còng xuất khẩu nên 170 tỷ đồng chỉ là chuyện nhỏ. Hacker lấy được mới chừng ấy là còn non tay ấy bà chủ tịch huyện Bắc Còng, ông giám đốc sở buôn chổi đốt, kiếm hàng trăm tỷ là có cách của người ta, dân đang đừng tưởng bỏ học tập theo, bán nhà đi Bắc Còng hay buôn chổi đốt mà tàn mạng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quang bán còng, buôn chổi đốt, làm thối móng tay kiếm bạc tỷ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới